Sáng ngày 21 tháng 10, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ chức chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều động và bổ nhiệm ông Đào Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, công bố quyết định điều động và bổ nhiệm bà Hồ Thị Quyên, Trưởng phòng Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Nguyễn Tăng Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.